Những ngày vừa qua, series phim truyền hình đầu tiên thuộc DC Extended Universe, Peacemaker đã được ra mắt. Đi sâu hơn vào cuộc đời của sứ giả hòa bình này, sau sự xuất hiện rất ấn tượng của anh trong The Suicide Squad, hứa hẹn về một chú hề mới được ra mắt. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles, và sau đây hãy cùng xem 3 tập đầu tiên của series này có điều gì thú vị nhé. Cảnh báo spoiler cho những ai không muốn biết trước nội dung của phim, và hãy cùng bắt đầu video thôi. Những giờ đầu tiên của tập 1 bắt đầu với một đoạn giới thiệu về sự xuất hiện của Peacemaker, tên thật là Christopher Smith trong The Suicide Squad. Trong bộ phim này, Peacemaker chính là kẻ phản bội lại đội Suicide Squad khi hắn ta đã ngấm ngầm nhận lệnh từ Amanda Waller để che giấu thông tin về con quái vật ngoài hành tinh Starro, dẫn đến việc hắn giết chết Rick Flagg, người muốn tiết lộ thông tin này ra ngoài cho toàn thể thế giới hay biết. Tưởng rằng Peacemaker đã xin vĩnh biệt cụ sau khi trúng một phát bắn của Bloodsport, nhưng anh ta thật sự vẫn còn sống, được đưa ngay từ bệnh viện chữa trị và chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo từ Amanda Waller. Trước khi đi vào chi tiết, phải nói rằng đây là một trong những series có phần intro lố bịch nhất mà tôi từng xem. Nó lố theo kiểu hài hước ấy. Và chỉ cần xem màn intro kiểu nhảy aerobic này cũng đủ hiểu độ hê chúa của series này rồi. Quay trở lại với phim, trong khi Peacemaker nói với Jamil, người anh em đã từng vào cần ra cỏ trong lúc nằm viện, họ nhắc tới những chi tiết trong DCU, cụ thể chính là những lời đồn liên quan tới Aquaman. Lần này không chỉ là nói chuyện với cá như Bruce Wayne đã hỏi nữa, mà thành những hành động tạo ra người cá được luôn. Aquaman fucks fish. Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng những siêu anh hùng trong Justice League thuộc DCEU rất nổi tiếng với những người dân trong vũ trụ này, và Jamil rất thân tượng Aquaman. Peacemaker nhận rằng mình cũng là một trong những siêu anh hùng tên Peacemaker, và bị cười vào mặt, chứng tỏ rằng hoạt động của những nhân vật dưới sự chỉ đạo của Amanda Waller khá là bí mật. Peacemaker có niềm tin rất sắt đá rằng những hành động tàn bạo của mình gây ra đều là vì hòa bình. Bởi thế, hắn ta tin rằng mình là một người hùng chứ không phải kẻ phản diện như nhiều người vẫn nghĩ. Chú hề này dường như còn có hơi thiên hướng phân biệt chủng tộc. Khi Jamil cho biết, anh ta giết tội phạm da màu hơn da trắng, mặc dù Smith cũng không ý thức được điều này. Smith trở vào và chuẩn bị hành trang xuất viện. Chúng ta thấy biểu tượng hòa bình là con chim bồ câu trên trang phục của Peacemaker bị quay ngược xuống, thể hiện niềm tin hòa bình cực đoan của nhân vật này. Tấm bưu thiếp với dòng chữ Coral Mounties chính là tên hòn đảo nơi quái vật Starro bị giam cầm trong The Suicide Squad và cũng là nơi trận chiến cuối cùng trong bộ phim này diễn ra. Peacemaker trở về căn nhà của mình, bị bao vây bởi Clemson Burns, Emilia Harcourt, John Economo và Leota Adebayo. Glad to be here. Ready to kick some ass, sir. Clemson thông báo rằng Peacemaker sẽ cùng họ tham gia chiến dịch bươm bướm Butterflies nhằm tiêu diệt những kẻ mang mối hiểm họa đến cho người dân. Peacemaker ban đầu còn đùa rằng mình sẽ phải đi tiêu diệt Mothra, con quái vật xuất hiện trong vũ trụ quái vật Monsterverse được sáng tạo bởi hãng phim Toho Nhật Bản với hình dáng giống như con ong khổng lồ nhưng mang đôi cánh của loài bươm bướm. Nếu Peacemaker không thực hiện nhiệm vụ này, anh sẽ phải trở về nhà tù Belref, nơi anh đã từng bị giam với mức án 30 năm tù vào năm 2017, sau khi giết quá nhiều người dưới danh nghĩa bảo vệ hòa bình. Peacemaker trở về nhà gặp ông bố August Smith. Dựa theo chương trình thời sự mà ông ta xem, chúng ta có thể thấy ông ta cũng bị ám ảnh bởi hòa bình, và đó có lẽ cũng là lý do con trai ông ta mang lý tưởng về hòa bình kỳ dị giống như ngày nay. Ông ta cực kỳ phân biệt chủng tộc, thậm chí cả phân biệt giới tính và cực kỳ ghét cộng sản. Chắc là chưa có mặt trời chân lý nào soi chiếu. Từ khi Christopher còn nhỏ đã được huấn luyện trở thành một sát thủ, vì ông bố tin rằng nguyên nhân khiến hòa bình không thể đạt được là vì những người thuộc chủng tộc khác, và việc Peacemaker cố gắng ngăn chặn tội phạm bất kể màu da đã khiến cha anh không ưa gì anh. Smith sau đó bị cười vào mặt vì để thua một gã sợ chuột. Bị từ chối lộ liễu gã đồng nghiệp. Bị cô gái mình vừa tấn công trong khi đang mặc quần xì nhảy như Joker nhưng không nghệ bằng. Cô ta là một Meta-Human, có thể xem là một dạng người đột biến sở hữu sức mạnh tăng cường trong DCU. Smith rất khó khăn mới thoát được cô ta, và sau đó nổ tung ngả bằng cái nồi cơm điện của mình. Sau đó chúng ta biết rằng, Meta-Human vừa rồi là một bướm, đối tượng mà Project Butterfly, chiến dịch bươm bướm muốn tiêu diệt. Peacemaker lúc này bị cảnh sát tại sở cảnh sát Evergreen ở bang Georgia vây bắt. Trong DC Comics, đây đã từng là thành phố nơi Hal Jordan sinh sống, tuy nhiên, nó nằm ở bang Washington. Peacemaker được Harcourt và Adebayo cứu thoát. Chúng ta sau đó được nghe John Economo nhắc tới Batmite, một tiểu yêu cuồng Batman, sở hữu những công nghệ hiện tại đến từ Fifth Dimension. Từ đây, chúng ta có thể suy đoán rằng Amanda Waller đã có mối liên hệ với rất nhiều những nhân vật bí ẩn, đến cả Peacemaker cũng không biết, và có thể sẽ xuất hiện trong DCU trong tương lai. Cả nhóm tập hợp lại và bắt đầu nghi ngờ có người cố ý tuồn thông tin về Project Butterfly ra ngoài, và có thể trong nhóm đã có một Meta-Human ẩn thân. Nhưng hóa ra, tất cả là do Peacemaker sau khi đu đưa phê quá đã hớ tài liệu về dự án Butterfly cho Annie the Thousand đọc được, chính là cô bướm vừa chết ấy.
Vì việc này mà cả nhóm quay ra bo xì người làm hòa bình. You're just a dick. Từ đây chúng ta cũng hiểu rằng chính sự giáo dục cực đoan của cha anh trong quá khứ đã khiến cho Smith luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, trong khi anh thực sự rất cô đơn. Đúng lúc này, thì fan cuồng của Peacemaker là Vigilante tới. Đây chính là tay bồi bàn dở hơi Adrian Chase trong tập 1, nhưng mà Peacemaker lại không biết điều này. Cha anh sau đó bị đổ oan vì tội giết bướm và ông bị bắt. Tại nhà tù, ban tù quỳ xuống gọi ông là lãnh tụ White Dragon. All hail the White Dragon. Và theo lời của cảnh sát Song, mức độ nguy hiểm và tâm thần của ông xứng đáng được đưa vào Arkham hoặc Belrep. Trong DC Comic, White Dragon là một tên khủng bố theo chủ nghĩa phát xít và rất phân biệt chủng tộc. Peacemaker khám phá ra rằng món đồ kỳ lạ anh lấy được ở căn hộ của Annie Stuffhausen là một chiếc phi thuyền tí hon. Cả nhóm đùa rằng phi thuyền tí hon kia là của người Homunculus, hình dạng người tí hon. Đây là quan điểm sinh học của những người thời kỳ trước cho rằng con người là phiên bản phát triển hơn của những người tí hon, tức là khi ở trong bụng mẹ đã có đầy đủ hình dạng người và từ đó dần dần phát triển, được đẻ ra và lớn lên thành dạng người hoàn chỉnh. Smith cũng nhắc tới Dollman. Hey, Dollman, you ever meet him? Siêu anh hùng với khả năng thu nhỏ thuộc DC Comics và đã xuất hiện từ năm 1939. Harcourt sau đó chia sẻ rằng mình đã từng làm việc tại DEO, Department of Extra Normal Operation. Trong Arrowverse, đây là tổ chức chuyên theo dõi và bảo vệ trái đất khỏi những mối hiểm họa tiềm ẩn hoặc sự xâm lược từ người ngoài hành tinh. Cô ta cũng từng làm việc tại August, Advanced Research Group Hunting Superhuman, tổ chức do Amanda Waller làm giám đốc với nhiệm vụ xử lý những mối hiểm họa nguy hiểm nhất đối với trái đất. Cả nhóm nhận nhiệm vụ tiêu diệt Roiland Goff, một chính trị gia tài ba nhưng đang được nghi ngờ là một bướm. Sau đó, chúng ta thấy cả gia đình Roiland Goff dường như đều là những con bướm khi đang hút một chất dịch gì đó trông rất giống mật. Có thể đây là những Metahuman cần sử dụng những chất dịch này để sống hoặc duy trì trạng thái Metahuman của mình. Metahuman là một danh từ chung chỉ những thực thể có hình người nhưng sở hữu một đặc điểm kỳ dị như sức mạnh hơn người, những bộ phận trên cơ thể kỳ lạ, phép thuật, vân vân. Trong số 2 bảo vệ thân cận của chính trị gia kia, Judo Master là nguy hiểm hơn cả. Tuy hắn bé bằng một thằng nhóc cấp 2, hắn cho cả Peacemaker và Vigilante ăn hành ngập mặt, nhưng sau đó bị Economos đâm xe và bị ăn vài gõ búa vào đầu, ngất xỉu hay chết cũng chưa ai rõ. Goff lột mặt nạ của Vigilante để lộ chân tướng của Andrea Chase trước sự chứng kiến của Peacemaker. Cắm điện vào háng, giật phai pha nhức hết cả óc, trứng và quay gậy. Sau đó chơi mấy trò tra tấn thời Trung Cổ, đó là dùng kim cắt vào ngón chân của cậu ta. Tưởng phim này chỉ 18 cộng chơi chơi thôi, mà nó làm ghê thật mấy ông ạ. Trước khi ngón chân của Adrian kịp rời ra khỏi bàn chân của anh ta, quả bom do nhóm Clemson cài phát nổ. Peacemaker thoát được, một headshot lủng đầu Wolf. Và từ trong quả đầu đó, một con quái vật mang cánh bướm bay lên. Xác định dự án Butterfly chính là tiêu diệt những người đã bị con quái vật này ăn vào não. Như vậy, có thể xem những Metahuman từ đầu phim tới giờ là những người bị bướm ăn não, sống ký sinh và từ đó sở hữu sức mạnh và sự điên rồ. Sau khi con bướm bay ra khỏi Goof, chúng ta được thông báo rằng số lượng người bị nghi ngờ là Butterfly tăng đột biến ở khắp nơi trên thế giới. Theo như tôi mò, thì như Việt Nam cũng có vài con. Các ông cứ cẩn thận. Trên đây là giải thích những chi tiết thú vị và có thể còn khó hiểu. Các ông xem series Peacemaker này thấy thế nào? Hãy để lại bình luận nhé! Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tentacles. Xin chào và hẹn gặp lại!